này thiện dũng mãnh tương ứng với điên đảo nói rằng tâm tâm sở có xanh có khởi có tận có diệt này thiện dũng mãnh nên biết trong đây tâm có thể khai thị do điên đảo khởi cũng có thể khai thị này thiện dũng mãnh kẻ phàm phu ngu si vì không thể hiểu rõ tâm có thể khai thị và không hiểu rõ do điên đảo phát xanh cũng có thể khai thị do không hiểu rõ có thể khai thị nên đối với tâm xa lìa không thể biết đúng, cũng không xa lìa duyên biết đúng, do đó mà chấp trước tâm là ngã, tâm là ngã sở, tâm đừng vào ngã, tâm từ ngã sanh ra. Sau khi người kia chấp tâm như vậy, lại chấp là thiện, hoặc chấp bất thiện, hoặc chấp là vui, hoặc chấp là khổ, hoặc chấp là đoạn, hoặc chấp là thường, hoặc chấp là tà kiến, hoặc chấp là các chèn cái họ chấp là điên đảo, họ chấp là bố thí, tham lam, họ chấp giữ giới, phạm giới, họ chấp an nhẫn, sân hận, họ chấp tinh tấn, giải đãi, họ chấp tịnh lợi tán loạn, họ chấp trí tuệ, ác tuệ, họ chấp ba cõi, họ chấp duyên khỏi, họ chấp danh sắc, họ chấp tham sân si. Họ chấp tật đố, tham làm, vân vân Họ chấp ngã mạn, vân vân Họ chấp khổ tập, diệt đạo. Họ chấp tứ đại, không và thức. Họ chấp hữu tình, pháp giới họ chấp niệm trụ tránh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi họ chấp tịnh lợi giải thoát đồng trì đồng trí họ chấp vô lượng thần thông họ chấp minh và giải thoát họ chấp trí tận trí vô sanh họ chấp trí vô tạo tác hoặc chấp phật pháp tam bảo họ chấp địa vị thanh văn độc giác bồ tát và phật họ chấp pháp của thanh văn độc giác bồ tát và phật họ chấp trí vô trước họ chấp bát niết bàn họ chấp phật trí họ chấp tướng hảo hoặc chấp cõi phật hoặc chấp sự viên mãn của thanh văn, hoặc chấp sự viên mãn của Bồ Tát, hoặc chấp các tạp nhiễm thành tịnh khác. Này thiện dũng mãnh đối với các pháp môn như vậy, mà các chúng Bồ Tát không dành tâm chấp trước, thấy biết các hữu tình đã tạo ra tâm, tâm giả pháp điền đảo. Và trong tất cả hoàn cảnh, các Bồ Tát cũng không khởi tâm điền đảo, cũng không nương vào tâm sanh các điền đảo. Vì sao thiện dũng mãnh vì chúng Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, xa lìa tâm tâm sở pháp điền đảo? chứng bản tánh tâm thanh tịnh trong sáng, trong đó hoàn toàn không phát sanh tâm tâm sở pháp. Này thiện dũng mãnh, kẻ phạm phu ngu si nương vào cảnh duyên mà sanh tâm tâm sở, rồi chấp có duyên, chấp có tất cả tâm tâm sở. Cả chúng Bồ Tát biết duyên và tâm tâm sở pháp phát sanh hoàn toàn không có, nên không sanh tâm tâm sở pháp. Nếu Bồ Tát quán tất cả tâm tâm sở pháp như vậy, thì được bản tánh thanh tịnh và trong sáng, còn phạm phu ngu si thì điên đảo vọng sanh tạp nhiễm nên nghĩ như vậy. Do duyên vào cảnh nên sanh tâm tâm sở, biết rõ cảnh đã duyên không sở hữu thì tâm tâm sở pháp đều không sanh được, đã không sanh thì cũng không trụ diệt. Vì bản tánh của tâm tâm sở trong sáng và thanh tịnh Để các tạp nhiễm được thanh tịnh đáng vui Tánh của tâm không sanh cũng không trụ diệt cũng không khiến pháp có sanh trụ vân vân chỉ cả phạm phu ngu si mới chấp việc này một cách sai lầm còn bồ tát thì biết bản tánh của tâm tâm sở không sanh cũng không trụ diệt nên tu hành bát nhã ba la mật đa nếu các bồ tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa như vậy khi hành Bồ Tát không nghĩ ta hành bát nhã ba la mật đa này ta nương vào đây mà hành bát nhã ba la mật đa ta do đây mà hành bát nhã ba la mật đa ta theo đây mà hành bát nhã ba la mật đa hoặc các Bồ Tát nghĩ như vậy đây là bát nhã ba la mật đa đây là do bát nhã ba la mật đa đây là nương vào bát nhã ba la mật đa đây thuộc vào bát nhã ba la mật đa vì họ nghĩ như vậy nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa đối với các bát nhã ba la mật đa các bồ tát không thấy không đắc mà hành bát nhã ba la mật đa thì đó là hành bát nhã ba la mật đa thiện dũng mãnh bạch phật bạch thế tôn bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy là hành vô thượng bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy là hành thanh tịnh bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy là hành trong sáng bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy là hành vô xanh bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy là hành vô diệt bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy là hành siêu xuất bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy là hành khó điều phục nếu ác ma hoặc quyến thuộc của ma hoặc hành có tướng có sở đắc khác hoặc ngã hữu tình mạng sống sự sanh sự nuôi trưởng thành người ý sanh tuổi trẻ người làm người nhận người biết người thấy sở hữu các kiến hoặc đoạn kiến thừa kiến hoặc các uẩn kiến hoặc các xứ kiến hoặc các giới kiến hoặc các phật kiến hoặc các pháp kiến hoặc các tăng kiến hoặc niết bàn kiến hoặc chứng đắc tưởng hoặc tăng thượng mạng hoặc hành tham sân si hoặc hành điên đảo truyền cái hoặc vượt đạo lộ để hướng đến đều không thể thắng được cho nên bồ tát hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa vượt khỏi thế gian là người rất tôn quý rất thủ thắng không ai sánh kịp phật bảo thiện dũng mãnh này thiện dũng mãnh đúng vậy đúng vậy Đúng như ông đã nói, Bồ Tát nào hành bát nhã Ba la Mật đa vượt lên trên thế gian là người rất tôn quý, rất thù thắng không ai sánh kịp. Tất cả ác ma hoặc quân chúng quyến thuộc của thiên ma đều không thể thắng, cho đến chấp trước vào các kiến thuộc tánh tướng của niết bàn cũng không thể chiến thắng. Những việc làm của tất cả Phạm phu ngu si vân vân, không thể nào chiến thắng những việc làm mà Bồ Tát này đã làm. Này thiện dũng mãnh kẻ phạm phu ngu si không thể có việc làm của bồ tát này hàng hữu học vô học thanh văn độc giác cũng không có này thiện dũng mãnh thanh văn độc giác nào có việc làm này thì không gọi là thanh văn độc giác mà gọi là bồ tát vị này sẽ đắc bốn điều không sợ vân vân vô biên công đức của như lai này thiện dũng mãnh vì thanh văn độc giác không có hành như vậy nên không gọi là bồ tát không được bốn điều không sợ vân vân vô biên công đức của như lai này thiện dũng mãnh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà bồ tát hành là bốn điều không sợ vân vân chỗ công đức của chư như lai ứng tránh đẳng giác các bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên lấy sự chứng đắc bốn điều không sợ vân vân để làm sự nghiệp các bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì mau chứng đắc công đức bốn điều không sợ vân vân của như lai này thiện dũng mãi nếu các bồ tát chưa chứng quả vị vô thượng chánh đằng vô đà, nhờ sức đại nguyện hoặc sức hộ trì của chư như lai mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì mau được tiếp nhận vô biên công đức bốn điều không sợ vân vân. Này Thiện Dũng Mãnh thành văn độc giác không thể nguyện cầu công đức bốn điều không sợ vân vân của Chư Như Lai, chư Phật Thế Tôn cũng không hộ niệm giúp vị ấy chứng đắc bốn điều không sợ vân vân. Này Thiện Dũng Mãnh, các chúng Bồ Tát nhờ sức đại nguyện hoặc sức hộ trì của Chư Như Lai nên có thể chứng đắc bốn điều không sợ vân vân. Vì sao? Này Thiện Dũng Mãnh, vì các chúng Bồ Tát hành bát nhã Ba la mật đa sâu xa, nhất định đạt được bốn sự hiểu biết thông suốt. Bốn sự hiểu biết thông suốt là gì? là nghĩa hiểu biết thông suốt, pháp hiểu biết thông suốt, từ hiểu biết thông suốt, biện tài hiểu biết thông suốt, đó gọi là bốn sự hiểu biết thông suốt. Các chúng bồ tát nào thành tựu bốn sự hiểu biết thông suốt như vậy, tuy chưa chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề, nhưng nhờ sức đại nguyện thì có thể tiếp nhận công đức bốn điều không sợ vân vân của như lai. Trừ Phật Thế Tôn biết họ thành tựu căn lành thủ thắng về bốn sự hiểu biết thông suốt, biết họ đã đắc được chỗ công đức của bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên dùng sức thần thông hộ niệm thêm để họ tiếp nhận công đức bốn điều không sợ vân vân của chư Như Lai. Cho nên Bồ Tát nào muốn cầu chứng đắc bốn sự hiểu biết thông suốt, muốn cầu tiếp nhận công đức bốn điều không sợ vân vân của Như Lai, thì nên học bát nhã ba la mật đa, nên hành bát nhã ba la mật đa chớ có chấp trước. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thông đạt các pháp là nhân hoặc tập hoặc mất hoặc diệt, không có một chút pháp nào mà không hợp với bát nhã ba la mật đa, thì các Bồ Tát ấy như thật biết rõ tướng nhân tập diệt đạo của các pháp. Sau khi biết rõ tướng nhân tập diệt đạo của các pháp rồi, thì đối với sắc không tu không bỏ, đối với thọ tưởng hành thức không tu không bỏ, đối với nhãn không tu không bỏ, đối với nhĩ tí thể thân ý không tu không bỏ, đối với sắc không tu không bỏ, đối với thành hương vị xúc pháp không tu không bỏ, đối với nhãn thức không tu không bỏ, đối với nhĩ tí thể thân ý thức không tu không bỏ. Đối với danh sắc không tu không bỏ, đối với nhiễm tịnh không tu không bỏ, đối với duyên khởi không tu không bỏ, đối với điên đảo tà kiến các truyền cái ác hành.